Chào cả nhà, hôm nay mình vào bếp và giới thiệu với cả nhà món sườn non nướng với mật ong, rất là thơm ngon và hấp dẫn. Cái cách làm của món này cũng rất là đơn giản. Bây giờ mình mời các bạn vào bếp và cùng thực hiện với mình. Nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị là nửa ký sườn non. Sườn mình mua về mình đã ngâm nước muối, mình rửa sạch để ráo và mình chặt thành những miếng tầm khoảng 5 cm. Bây giờ thì mình sẽ ướp sườn. Mình cho vào đây một thìa canh nước mắm ngon, một thìa canh dầu, 1/3 thìa hạt nêm, 1/3 thìa bột ngọt và một thìa hành tím mình cắt lát. Sau đó mình trộn đều tất cả các gia vị này lên và mình để sườn thấm gia vị tầm khoảng 30 phút. Mình không có cho trực tiếp mật ong vô đây nha các bạn, tại vì khi mà mình nướng có mật ong rất là dễ cháy. Mật ong thì khi nào mà mình nướng sườn được khoảng 90% thì lúc đó mình mới tẩm mật ong sau và mình nướng. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị một cái chén và mình cho vào đây một thìa canh dầu hào và một thìa canh mật ong. Mình đánh đều lên để lát nữa mình sẽ tẩm sườn mình nướng sau. Mình sẽ nướng sườn bằng bếp than. Mình cho hết sườn lên cái vỉ đặt ở trên bếp than. Than của mình rất là hồng các bạn. Và khi nướng này mình nhớ chở đều tay và mình chở liên tục để tránh sườn mình nó bị cháy nha. Cái bếp than của mình nó hồng nên là nó rất là nóng các bạn, nên mình chở liên tục luôn. Những cái miếng sườn của mình đã bắt đầu chuyển sang màu vàng rồi này các bạn. Lúc này sườn của mình rất là thơm. Vào những cái ngày cuối tuần đó các bạn, mình tụ tập bạn bè ăn uống hoặc là mình muốn đổi khẩu vị cho gia đình á, mình có thời gian mình chuẩn bị bếp than và mình nướng những cái món như vậy thì rất là ngon và tuyệt vời. Sườn của mình nó cũng đã chín được tầm khoảng 90% rồi này các bạn. Và mình quết một cái lớp dầu hào và mật ong ở bên ngoài. Mình áo một cái lớp bên ngoài và mình tiếp tục mình bỏ lên mình nướng. Lúc này là sườn của mình cực kỳ dễ cháy luôn các bạn. Nên là mình chỉ nhúng khoảng chừng vài ba cây, sau đó là mình đảo liên tục mình gấp ra, chứ không là mình để nó sẽ bị cháy liền. Mình tẩm cái lớp mật ong bên ngoài như vậy sườn của mình nó có cái màu rất là đẹp. Và khi mà mình ăn nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt, rất là ngon. À,
Sườn của mình bây giờ là đã chín rồi nè các bạn. Mình ăn không hoặc là mình ăn kèm với cơm rất là ngon. Video của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công và ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại.